Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ 6, ngày 4 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Thứ trưởng Bin xông lên tuyến trước, thiêu Bác Hồ nhất quyết làm theo. Vâng, tại Việt Nam các bạn đã chứng kiến hình ảnh rất quen thuộc với chúng ta là khi đến thủ đô Hà Nội thì có một khu vực đó là quận Ba Đình, và tại đó có một chiếc lăng, cái lăng rất lớn. Và đây, trong đó là xác của ông Hồ Chí Minh đã được ướp và trưng bày cho nhiều người đến xem. Và hôm nay từ Hà Nội, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Đình Bin đã làm một việc động trời, gây tiếng vang và tạo phấn khởi cho người dân Việt Nam trong và ngoài nước khi ông bất ngờ nêu lên ý kiến nên thiêu xác Hồ Chí Minh. Và đây là hình ảnh của ông Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Bin với hình ảnh ông và ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trong một đợt là Đảng ủy Bộ Ngoại giao trao tặng huy hiệu 50 năm và 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Thì ngày 7 tháng 7 tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã long trọng tổ chức lễ trao huy chương và huy hiệu Đảng cho 19 đảng viên của Đảng bộ. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đến dự và trao huy hiệu cho đảng viên. Thì trong đến dự buổi lễ trao huy hiệu Đảng còn có Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam, trợ lý Bộ trưởng Phạm Sanh Châu, trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Bộ Tổ chức Cán bộ Tô Anh Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Bin, đại diện cấp ủy của Đảng bộ và các chi bộ khác. Thì hình ảnh mà chúng ta thấy ở rất gần đây, đấy là ông Nguyễn Đình Bin, người vừa viết một kiến nghị gửi lên Quốc hội Việt Nam về việc thiêu xác ông Hồ Chí Minh. Và bản kiến nghị về thực hiện đúng di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được ông đưa lên trang Facebook cá nhân của mình trong ngày hôm nay và đã được chia sẻ cũng như được rất nhiều người quan tâm và đồng tình cũng như ủng hộ. Với hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ trên trang của ông và có thể vào kiểm chứng. Và ngay sau video này chúng tôi sẽ chia sẻ cái link, đường link để các bạn có thể vào để đọc tiếp. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019. Kính gửi bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận nguyện, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội khóa 14. Và đây là hình ảnh các bạn thấy cái bức tâm thư của ông rất dài, đấy là kiến nghị về việc thiêu xác Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và trước đó cũng trong cái thông tin mà Facebook ông đã đưa lên, và trong đó ghi rất rõ là ông đã gửi cái kiến nghị này vào ngày 30 tháng 7 năm 2019 cho Quốc hội, và tới ngày 13 tháng 8 năm 2019 thì được Văn phòng Quốc hội hồi đáp một cách rất tích cực. Và nội dung hồi đáp được ông nêu ra như sau: kiến nghị về thực hiện đúng di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vừa qua tôi có trình lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kiến nghị với nội dung nói trên. Kiến nghị trình Quốc hội đã gửi tới bà Chủ tịch và tất cả các vị lãnh đạo Quốc hội cũng như tới các vị trưởng đoàn hoặc phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách 63 tỉnh thành trong cả nước, với lời đề nghị làm ơn giúp cho, sao cho và gửi cho tất cả các đại biểu Quốc hội trong đoàn. Tôi đã nhận được công văn số 299/BDN ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ban Dân nguyện của Quốc hội do trưởng Ban Nguyễn Thanh Hải ký thông báo. Chủ tịch Quốc hội đã nhận được thư kiến nghị và xin trân trọng gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội đến ông cùng toàn thể gia đình. Thì với cái lời lẽ rất tích cực này thì có lẽ là một cái tín hiệu rất tốt cho cái đề nghị của ông cựu Thứ trưởng Việt Nam về việc sẽ thiêu xác ông Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Và nội dung chính ông đã nêu ra trong kiến nghị đó bao gồm các điểm như sau, và chúng tôi xin trích đọc. Ông Nguyễn Đình Bin, nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 8, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, công bố trên Facebook cá nhân ông đã gửi thư cho Quốc hội Việt Nam và bà Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong kiến nghị, ông Nguyễn Đình Bin đề xuất thực hiện di chúc, tiến hành hỏa táng thi hài Chủ tịch hiện nay được gìn giữ tại lăng, chia cho làm 3 phần đều nhau để vào 3 quách và an táng đúng như người đã yêu cầu. Làm tượng xác Chủ tịch đang nằm ngủ để thay thế thi hài người hiện tại trong lăng. Công nghệ làm tượng xác trên thế giới hiện nay đã đạt được mức tuyệt hảo, hệt như người thật. Điều 3, giữ gìn lăng như hiện tại, lăng sẽ là đền thờ, tượng đài, di tích lịch sử quốc gia rất đặc biệt, gắn với các sự kiện lịch sử oai hùng, khắc ghi công trạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc và Tổ quốc Việt Nam,
nơi nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tiếp tục được đến thăm viếng người để mãi mãi tôn vinh người. Chọn 3 ngọn đồi ở 3 miền Bắc, Trung, Nam tốt nhất, đẹp nhất theo phong thủy và cảnh quan, lại thuận tiện cho những người tới thăm viếng để an táng ba quách đựng cho hài cốt của người và xây dựng đền thờ người thật tôn nghiêm, thể hiện đúng công lao to lớn, đạo đức mẫu mực, nhân cách thanh cao của người. Đây là 4 điểm ông đề xuất. Và trong ảnh các bạn cũng thấy gần đây, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mặc dù rất bận nhưng vẫn đi chỉ đạo Bộ Tinh Lệnh Lăng để canh giữ nơi này cho an toàn. Và ngay lập tức truyền thông quốc tế đã loan tải thông tin quan trọng này cho người trong và ngoài nước cùng biết, cũng như trang báo quốc tế đã đăng. Đây là bài báo trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã viết, cựu Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin kiến nghị hỏa táng ông Hồ Chí Minh. Trong bức thư, ông Nguyễn Đình Bin cho biết trên Facebook đã gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị và Quốc hội có đoạn: "Tôi xin trân trọng đề nghị Quốc hội xem xét một giải pháp để vừa thực hiện được đúng di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giải pháp này sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp, đồng thời khắc phục được một số khiếm khuyết của cách làm cho đến nay, và tôi tin rằng sẽ là giải pháp vĩnh viễn." Đây là một nội dung trong bài báo. Và ngoài ra, đài BBC tại London cũng đã đăng tải nội dung này như sau: nhà ngoại giao kỳ cựu công khai đề nghị hỏa táng thi hài Hồ Chí Minh. Một cựu thứ trưởng ngoại giao Việt Nam vừa công khai đề nghị Đảng Cộng sản tiến hành hỏa táng thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Đình Bin, nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 8, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, công bố trên Facebook cá nhân. Ông gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lời đề nghị này. Và rất nhiều người đã đọc những bài báo này. Tuy vậy, nhưng các bạn đã chứng kiến trong ngày hôm nay không hề có bất cứ tờ báo nào trong nước đăng tải những thông tin quan trọng này để cho người dân được biết. Và điều này dường như ban tuyên giáo vẫn chưa ra lệnh và chưa được phép của ông Võ Văn Thưởng, thì những hơn 800 cơ quan báo đài ở trong nước vẫn phải im lặng, giống như những vụ việc đã diễn ra trước đây đối với vụ giàn khoan 982 cũng như tàu Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống Trung Quốc đang nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, thì tuyên giáo vẫn tìm mọi cách để giấu kín thông tin trước 90 triệu người dân Việt Nam. Ngoài ra, ý kiến của một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đức hôm nay cũng cho chúng tôi biết rằng đã đến lúc này thì nên thực hiện di chúc của cụ là hỏa thiêu xác đi, còn dùng xác bằng sáp để trưng bày thì không nên vì nó không thật. Cũng cần ủi bỏ nốt cái lăng đi cho đỡ tốn kém, nên để khoáng quảng trường Ba Đình để mỗi khi có meeting kỷ niệm ngoài trời thì có chỗ để lập lễ đài cũng tốt. Đây là chia sẻ của một đảng viên lâu năm hiện nay đang ở Đức và họ vẫn hoạt động công tác đảng ở đây với sứ quán Việt Nam ở Berlin. Và được biết, trước khi mất, cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lập di chúc ghi rõ việc hậu sự cho mình là hỏa thiêu và đựng cho vào ba lọ để ba miền, nhưng cuối cùng thì Bộ Chính trị đã quyết định làm khác đi. Và đây là 4 giải pháp mà ông Thứ trưởng của Việt Nam đề xuất. Và những cái điều mà ông đề xuất trong này thì rất là cụ thể. Ví dụ như là thực hiện di chúc, tiến hành hỏa táng thi hài Hồ Chí Minh đang được gìn giữ tại Lăng, chia cho làm 3 phần đều nhau, làm tượng sáp để Chủ tịch nằm ngủ để thay thế thi hài người, giữ gìn Lăng như hiện nay, Lăng sẽ là đền thờ, chọn 3 ngọn đồi ở miền Bắc, Trung, Nam. Và đây là những cái điều rất đặc biệt. Nhưng nếu làm theo phương pháp của ông thì không những chiếc lăng, cái lăng này vẫn phải giữ, và còn bây giờ Việt Nam sẽ mất thêm 3 quả đồi rất đẹp và xây dựng 3 công trình chắc là cũng rất lớn ở trên 3 quả đồi đó, thì lại thêm cái phần gánh nặng cho ngân sách quốc gia. Nên điều này Việt Nam nên suy nghĩ, cũng như Đảng Cộng sản nên có biện pháp phù hợp để vừa kinh tế tiết kiệm cho người dân cũng như là văn minh. Và kể từ cuối thế kỷ 19, trên thế giới việc xây lăng và ướp xác chỉ được các nhà độc tài cộng sản thực hiện. Và hình ảnh rất gần đây chúng ta cũng đã thấy, đó là đây là hình ảnh của hình lăng lãnh tụ cộng sản ở Bulgaria. Ông Gorky đã bị đánh sập bằng thuốc nổ vào năm 1999. Kể từ sau Lenin, các chuyên gia ướp xác của Liên Xô và Nga đã thực hiện công việc tương tự với lãnh tụ cộng sản Bulgaria. Đấy là ông Gorky Dimitrov và Joseph Stalin, Hồ Chí Minh, hai cha con ông Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhất. Và đương nhiên đây là hình ảnh mà sau đó thì lăng của Dimitrov đã bị đánh thuốc nổ tại Bulgaria, vì người dân đã không chấp nhận những chiếc lăng như thế này, và họ đã nói rằng xây chiếc lăng này mất 6 ngày và sau đó họ cũng phải phá và dùng thuốc nổ phá 6 ngày, vì chiếc lăng được xây với rất kiên cố bằng bê tông để chống được bom nguyên tử, cho nên phải rất mất công thì mới có thể phá được chiếc lăng đó. Và tương tự như vậy đối với lăng của Ba Đình,
thì chắc chắn là cũng sẽ rất khó khăn trong cái thời gian tới để có thể triệt thoái được. Và tuy nhiên thì hiện nay cũng rất là nan giải nếu vẫn để tồn tại lăng Hồ Chí Minh tại Ba Đình, vì vừa tốn kém lạc hậu mà tâm linh cụ Hồ không thể siêu thoát được. Nhưng mà cũng là cái cớ để cho những lãnh đạo hiện nay và sau này cũng có thể đề nghị xây lăng cho mình, như ông Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn. Ông nắm một lúc cả Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước, là hai quyền lực lớn nhất của Việt Nam, thì rất có thể khi ông mất đi thì Bộ Chính trị lại quyết định lập lăng Nguyễn Phú Trọng nữa, thì Trung ương Đảng Việt Nam khó mà từ chối, giống như trường hợp ông Hồ Chí Minh. Mặc dù ông không muốn nhưng cuối cùng thì Bộ Chính trị vẫn quyết định xây lăng cho ông, và cho đến ngày nay thì ông vẫn chưa thể siêu thoát. Và cuối cùng, một thể chế độc tài cộng sản thì đúng như lời Tổng thống Donald Trump vừa phát biểu hôm 24 tháng 9 năm 2019 vừa qua tại Liên Hợp Quốc. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản chỉ đem lại nghèo đói và có điểm chung là chỉ phục vụ quyền lợi của giai cấp cầm quyền mà thôi. Và tất nhiên với điều đó thì rất có hại cho đất nước, nó cần sớm phải bị loại bỏ. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6, ngày 4 tháng 10 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể tiếp tục phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.